Chào anh em. Và một buổi chiều nha anh em nhé. Mình lại tiếp tục đi rừng để thăm một số cái bẫy mà cái chỗ mà hôm trước vào em chuồn bạc má kia. Thì mình đã đến khu bẫy nha anh em nhé. Và mình mời anh em theo mình để trải nghiệm rừng và thăm từng cái bẫy nha anh em nhé. Cái khu bẫy này là mình đặt khá là nhiều bẫy dây. Thì mình trước là thấy cái khu vực này thì cũng có rất là nhiều gà lôi rồi. Thì mình đặt bẫy dây là chủ yếu nha anh em nhé. Cái khu vực này thì mình cũng chỉ đặt được hơn chục cái bẫy thôi, bởi vì là cũng không có những cái chỗ đẹp để đặt nhiều ấy. Thì mỗi khu thì hơn chục cái thì cũng rất là thoải mái rồi, bởi vì là mình bẫy là xung quanh những cái khe nước nha anh em nhé. Ở bên dưới là có khe nước thì mình đặt là xung quanh những cái khe nước thì nó chắc ăn hơn. Cái bẫy đầu tiên của mình nha anh em nhé. Cái bẫy dây. Và bên dưới này một cái này. Kia nha anh em nhé. Cái khu này là có hai cái. Và mình lên bên trên. Lên bên trên này là có một cái nhá. Cái cây nho rừng rất là to anh em ạ. Cái dây rất là to nhưng mà không biết là nó bám lên tít tới trên kia thì không biết là có sai hay không, thì mình hôm nào có thời gian thì mình sẽ xem nha anh em nhé. Và bên đấy là một cái nha anh em nhé, móm rồi anh em ạ. Vậy là ba cái bẫy dây thì móm rồi. Và trước mắt mình là một cái bẫy cạm này. Mình là đặt hai cái song song nha anh em nhé. Và bên trước mặt là một cái nữa này. Vậy là hai cái liên tiếp. Anh em có nhìn thấy cái gì kia không? Bẫy của mình đã dính cả lôi anh em ạ. Đã dính cả lôi. Đã dính cả lôi, đã dính cả lôi. Tuyệt vời anh em ạ. Đã dính được mọi em cả luôn. Em mà ăn mãi nha anh em nhé. Và phải lông. Cái đuôi thì cũng rụng đi và
Đây đây. Rất tuyệt vời anh em ạ. Rất tiếc là không phải là em trắng nha anh em nhé. Tuyệt vời anh em ạ. Rất là ác. Đấy, đấy, đây rất là hiệu quả anh em ạ. Đây nhé. Cho vào ba. Vậy là ok rồi anh em ạ. Dính một em cả lôi nhá. Em này em mái cũng khá nhỏ rồi. Đây này. Cái bẫy dây của mình này. Này, cái vết bẫy cái chỗ gài là ở đây nhá anh em nhá. Cái chỗ rất là đẹp luôn. Mình đặt cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ, nhưng mà hiệu quả cũng khá là cao. Chỉ thế này thôi nha anh em nhé, là đã có sản phẩm đấy, thật tuyệt vời. Chỉ vậy thôi nha anh em nhé, là đã hoàn thành một cái bẫy nhé. Và còn một số cái bẫy nữa anh em ạ, 3-4 cái bẫy nữa mình đi thăm tiếp nhé. Không biết cái bẫy này cái dây kiểu gì ấy anh em ơi. Hình như là có con gì nó bới cái dây, làm cái dây nó lệch đi ấy. Và đây là một cái bẫy cạm nha anh em nhé. Cái bẫy cạm.
cạm không có kết quả rồi. Cái trên này bật rồi anh em ạ. Bật nhưng mà cũng không có kết quả gì. Không biết là tại sao nữa. Bật rồi nhưng mà không có kết quả. Chán thật, không biết là tại sao. Chỉ vậy thôi nha anh em nhé, mình đi thăm tiếp. À, đây là một cái bẫy nữa nha anh em nhé, cùng cái bẫy dây nhưng mà móm rồi anh em ạ. Và ở trên này là còn có hai cái nữa thôi nha anh em nhé, một cái bẫy dây và một cái bẫy cạm nữa thôi là đã kết thúc chuyến thăm bẫy ở cái khu này rồi. Đường rất là trơn. Và cái bẫy dây của mình nha anh em nhé. Đây mình chia sẻ cho anh em là những cái khoảng đường nó xuống rất là rộng anh em ạ. Thì mình rào vào và để mỗi một cái ránh nữa nha anh em nhé, thì là nó sẽ xuống là nó sẽ hay dính thôi anh em ạ. Và một cái bẫy cạp ở trên này nữa thôi là sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình. Không biết là có còn được em nào nữa hay không, thì rất là hy vọng là cái bẫy cuối cùng nó sẽ có kết quả nhé. Vậy là cái bẫy cuối cùng cũng móm rồi anh em ạ. Nó vẫn nằm nguyên. Vậy là kết quả chuyến thăm bẫy ngày hôm nay chỉ được mỗi một em gà lôi thôi nha anh em nhé. Rất là mệt. Nhưng mà trong cái mệt thì cũng có sản phẩm thì là rất là phấn khởi rồi. Cũng chỉ là mỗi lần đi rừng thăm bẫy thì cũng chỉ được mong được cả một em nào đó thôi, thì cũng không đòi hỏi nhiều. Thì bây giờ thì cũng hiếm thú rồi, thì muốn nhiều thì cũng không có rồi, để mình lấy nhiều rồi. Mỗi lần đi thăm hy vọng chị được một con, mình cảm giác rất là sung sướng và rất là vui rồi. Và mình sẽ xuống quay qua cái sản phẩm của mình nha anh em nhé. Và đây là thành quả của mình nha anh em nhé. Mình đã cho vào bao rồi. Và giờ mình sẽ chọc cho nó mấy lỗ. Để nó dễ thở nha anh em nhé. Không thì là nó sẽ chết đây anh em ạ. Thôi và mình chỉ quay vậy thôi, và mình sẽ đi về nha anh em nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.
Anh em thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng hơn nha anh em nhé. Chào anh em.